bị tính thì ít giá trị bằng chẩn đoán dạ dày mà chủ yếu dùng làm vi lăng chẩn đoán thôi. Xong các cái u hoặc là túi thừa dạ dày hoặc là cái thủng thì CT có giá trị chẩn đoán như đấy. Còn cái tổn thương niêm mạc và các thứ là chủ yếu là do nội soi chẩn đoán. Cái dạ dày là cái tạng ít bị được quan tâm khi mà chúng ta đặt các lớp vi tính, thông thường chúng ta sẽ bị tắc đặc rồi đại tràng cho bỏ sót mất dạ dày, do đó là chúng ta sẽ dễ bỏ sót tổn thương. Về mặt giải phẫu thì ta biết rằng dạ dày bao gồm có cái phần tâm vị dạ dày, phần tình vị, thân vị và môn vị. Cái mốc để xác định là ranh giới giữa thực quản và dạ dày hay là tâm vị thì chính là cái dây chằng kích mạch đây, là cái đen đen này, cái đen đen thì là kích mạch đây, đây là mốc để xác định là vị trí tâm vị nằm ở đâu, tâm vị nằm ở đâu trên hình ảnh. Trong trường hợp này anh chị cũng nhìn thấy là đây, dây chằng kích mạch đây, từ đây chính là tâm vị. Thế nếu như cái tâm vị này nó các chị xác định được, khi mà các chị xác định được đây là mốc rồi, thì nếu nó làm cao hơn hay làm thấp hơn thì đều là bất thường. Và tại cái vị trí của tâm vị thì thành dạ dày nó phải dày đến 10mm mà nó là bình thường, nó không phải bình lý. Tại cái vị trí này thành dạ dày nó phải dày đến 10mm mà không phải bình lý. Và các nếp niêm mạc dạ dày thì nó giống thuốc và mịn. Bề dày của cái này có thể từ 4-5mm. Và khi mà đánh giá một tổn thương dạ dày, nó rất quan tâm đến lớp mỡ quanh dạ dày. Bởi vì lớp mỡ quanh dạ dày mà tổn thương thì nó bất thường. Thì lớp mỡ quanh dạ dày nó là như thế nào? Nó là cái cấu trúc đen như này, trong mỡ như này, đen bao quanh dạ dày. Và khi đánh giá tổn thương dạ dày thì bao giờ phải đánh giá lớp mỡ quanh dạ dày và đánh giá liên quan của tổn thương của các tạng như gan, tụy, lách, cái mà sẽ đánh giá. Như bình thường chúng ta thấy lớp mỡ đen xì như này. Trong cái trường hợp mà tổn thương, do đây cái lớp mỡ nó bị tổn thương đây, nó sẽ tăng tỷ trọng hơn. Đây cái lớp mỡ bình thường đây và cái lớp mỡ bị tổn thương sẽ tăng tỷ trọng. Và khi nó tăng tỷ trọng như này, ta chẩn đoán nó là thâm nhiễm, tổn thương thâm nhiễm. Và thâm nhiễm có thể là do u, có thể là do viêm, tụy, nhưng mà nó là thâm nhiễm rồi. Dạ dày thì rất là nhiều máu, được cấp máu rồi tạo ra cái vòng nối, rất nhiều vòng nối. Cái này cũng không có quan trọng lắm. Và nó có rất là nhiều hạch huyết xung quanh nó. Thì đối với chẩn ngành thì người ta quan tâm đến số lượng hạch, bao nhiêu hạch, chứ còn không quan tâm là hạch nằm ở đâu. Về mặt kỹ thuật chụp thì là quan trọng là bệnh nhân phải đi ăn trước 6 giờ và dạ dày phải làm căng bằng cách là trầu nước. Trầu nước thì trước khi chụp khoảng 15 phút thì trầu 150ml nước và ngay khi chụp uống thêm khoảng 250ml nước. Và chúng ta đánh giá thành dạ dày ở phía tĩnh mạch. Đối với bệnh lý dạ dày thì chúng ta sau khi mà dạ dày được làm căng rồi thì các anh chị đánh giá tổn thương dựa theo các cái tiêu chí. Thứ nhất là chúng ta đánh giá cái hình dáng của dạ dày, bờ của dạ dày xem nó có lồi lõm không. Thứ hai là đánh giá lớp niêm mạc của dạ dày, xem nó có tổn thương ở niêm mạc không. Thứ ba là đánh giá xem là